Hello, xin chào cả nhà, kính chúc cả nhà xem video thật nhiều niềm vui, sức khỏe, trí tuệ hanh thông và công việc tặng quân xuôi gió. Rất vui khi được gặp lại cả nhà ngày hôm nay ở tại nút giao Sông Phan và phi gửi đến cả nhà những cái thước phim mới nhất qua Flycam. Cách nhau một tháng mà cũng có những cái thay đổi rất là bất ngờ đó cả nhà. Thì hiện tại thì cũng đã hình thành được các điểm nút giao lên xuống và cũng có điểm sai trạm thu phí. Phi có chú thích rõ trong video thì mời cả nhà xem video nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và subscribe kênh của nhà đất Trần Phi để kịp theo dõi những cái video mới nhất cả nhà nhé. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở nút giao tiếp theo quốc lộ 28. Đây là một giao quá đẹp. Mời cả nhà đăng ký kênh để kịp theo dõi cả nhà nhé. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.